Những trường hợp được xem là ra đường khi cần thiết cần nắm rõ ngay để tránh bị xử phạt từ ngày 4 tháng 4. Từ ngày 4 tháng 4, Hà Nội sẽ xử phạt những trường hợp ra đường không cần thiết theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, trong thời gian cách ly xã hội 15 ngày, những ai thuộc diện được phép ra ngoài? Ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, đồng thời ban hành chỉ thị 16 về thực hiện cách ly xã hội 15 ngày. Thủ tướng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chiều 3 tháng 4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cách ly xã hội. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như 1. Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. 2. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. 3. Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở dưới đây, nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động. Đến nay, cả nước cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với chỉ thị.